Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm ngày 23 tháng 3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ trưa chiều ngày hôm nay 24 tháng 3, miền Bắc có thể hửng nắng, nhưng từ đêm ngày 26 tháng 3, không khí lạnh lại tràn về. Theo đó, miền Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ. Trong đó, thủ đô Hà Nội hôm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ, trời có lúc có mưa, mưa rào. Cơ quan khí tượng nhận định, hết ngày hôm nay, trời giảm mưa, từ trưa chiều ngày mai, miền Bắc sẽ hửng nắng. Trong 2 ngày, 25 đến 26 tháng 3, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm ngày 26 tháng 3, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, khiến trời mưa rào và dông trong đêm 26 và ngày 27 tháng 3. Từ đêm 27 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4, trời rét về đêm và sáng.